Một người Trung Quốc tử vong vì nhiễm cùng lúc hai chủng cúm gia cầm. Cục Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh tật Quốc gia Trung Quốc xác định, người phụ nữ nhiễm cả chủng cúm gia cầm H3N2 và H10N5. Bệnh nhân là một phụ nữ 63 tuổi ở tỉnh An Huy, Trung Quốc. Ngày 30 tháng 11 năm 2023, bà xuất hiện triệu chứng ho, đau họng và sốt. Bà được đưa đến cơ sở y tế địa phương điều trị nhưng tình trạng ngày càng xấu đi. Sau gần nửa tháng điều trị, bà tử vong do nhiễm cả chủng cúm gia cầm H3N2 và H10N5. Kiểm tra những người tiếp xúc gần bệnh nhân đều cho kết quả âm tính và chưa phát hiện ca nghi ngờ. Cục Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh tật Quốc gia Trung Quốc cho biết, virus H10N5 có nguồn gốc từ gia cầm. Trung Quốc có lượng chim hoang dã và nuôi nhốt lớn, môi trường lý tưởng cho các chủng virus cúm trộn lẫn và biến đổi. Vì vậy, đôi khi sẽ có sự lây truyền chéo loài theo từng giai đoạn từ chim sang người. Tuy nhiên, nguy cơ virus lây nhiễm sang người là thấp và chưa có trường hợp lây từ người sang người. H3N2 là một chủng virus thuộc phân nhóm của cúm A của virus influenza, gây bệnh cúm và biến chứng nguy hiểm phổ biến ở người. Virus cúm H3N2 chiếm ưu thế ở 3 trong 5 chủng cúm mùa phổ biến hiện nay. Virus H3N2 có thể lây nhiễm cho chim, lợn và người. Trước tình hình chủng cúm gia cầm và cúm mùa diễn biến phức tạp, các chuyên gia Trung Quốc khuyến cáo người dân nên tránh tiếp xúc với gia cầm bệnh chết trong cuộc sống hàng ngày, cố gắng tránh tiếp xúc trực tiếp với gia cầm sống, chú ý vệ sinh cá nhân và nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.